Xin chào quý vị. Hôm nay nhân dịp rảnh rỗi, chiếc một ít thời gian để chia sẻ với quý vị một số cái cây, cái kiện nhỏ nhỏ trong điều kiện là chật chội ở đất Cần Thơ. Chia sẻ với quý vị đây cây khế. Đây là một cây khế thô thôi. Lúc là tôi này là tôi đào ở một cái góc vườn của bà con nông dân. À, bị chặt ngang như thế này, chặt ngang phần này. Rồi tôi đào, thấy ủng hộ tôi đào về lấy cái gốc ha. Giờ tôi trồng lên cái chậu như thế này và tôi dưỡng nó đến thời điểm hôm nay nó như thế này đây. Và sau đó tôi cũng phải, dù không có hiểu biết gì nhiều, nhưng cũng phải nuôi và không thấy chỉnh một số cái tán. Và ngày hôm nay thì nó có đây, nó đang có trái nhưng mà rất là lạ, ở trên cùng một cái đường một cái thân nó ra như này, nhưng mà có hai cái dạng lá khác nhau ha, từ một cây đây, nhưng mà hai dạng lá khác nhau đây. Một cái lá là nó dày nhỏ và cứng xanh bóng như thế này, còn một cái là nó dạng lá mỏng mềm và nó như thế này. Hai cái bản lá nó hoàn toàn khác nhau trên cùng một cây, ngay cả chính bản thân tôi cũng không giải thích được. Đây, hai quý vị nhìn xuống ha, cỡ cùng một một thân, một cốt, mà hai bên thì mỗi bên nó có cái dạng hình lá khác nhau. Rồi, và tiếp theo nữa đây là một cái cây, một cây me. Con đứng kế bên nó luôn. Ok con. Đây là con gái. Có cây me này là chúng tự tôi từ cái hộp nấu canh chua ương lên, rồi cũng chọn lựa chen chen vô luôn hả con gái. Rồi cũng tạo dáng cơ bản. Đây là những cái khuyết do tôi uống tạo dáng ha. Cái này nó được dắp năm. Đây. Dắp năm. Thật sự là nó không có to hay quý vị. Đây, nó chỉ bằng cái bụng tay vậy thôi ha. Đây, dáng dắp nó như thế này. Được rồi con gái. Và đây là một cái cây kiểng bonsai nữa. Cho mượn tí xíu nha. Đây. Dán đổ nha, dán đổ. Mà này là một cái siêu thuốc của người ta đã xài hư. Siêu thuốc của người ta đã xài hư. Tôi xin về tháo ra và trồng lại với dáng như thế này. Đây, và thêm đây là một cái mai chứa thủy dạng lá trung, mà trong điều kiện như thế này thì nó nhỏ như thế này, cũng có những đường cong. Đường cong nguyễn chuyển có những cái chi tược cũng tương đối là phân bố là đều đẹp. Và đây là cái chậu mai vàng uống theo cái chủ đề là bản đồ hình chữ S. Thì cái này đã được 2 năm hay gì, nhưng mà nó rất là nhỏ, nó chưa bằng, nó nhỏ hơn nó như ngón út nữa ha. Nhưng mà cái hoa này là cây này hết năm rồi đã được 7 bông. Năm nay thì do đi công tác liên tục nên là bỏ, nó hơi si. Nhưng mà tôi hy vọng là tôi đã dưỡng lại rồi, thì hy vọng Tết năm nay nó vẫn có thể cho được khoảng 7 bông nữa. Còn là nếu 9 bông thì quá đẹp. Cha ơi. Đây ha. Hình
bắt đầu chữ X. Nhà đây cũng là một cây mai, nó cùng tuổi với cây mai dán chữ S đó, nhưng mà được nuôi một cách thoải mái hơn. Đây. Ở đây nó cũng có một số cái tượng búp bông ở đây. Tôi cũng hy vọng là Tết năm nay nó cũng có cho một ít hoa để gọi là cái đón cái xuân cách là trong cái điều kiện chật chội. Đây, cái bộ rễ nó như thế này. Thật sự là cái rễ cái đầu tiên hết là rễ nó mấy phía này bây giờ. Tôi đã lột rễ nó xuống và tôi nuôi lại, và hiện giờ tôi bẻ cong cái này lên, uống cái mình nó xuống và nó đâm thêm rễ này. Đầu tiên hết rễ này rất là nhỏ, nhưng mà đến hôm nay là nó đã lớn như thế này. Tương lai nó là một cái rễ rất là đẹp ha. Đây, đây là hình một con rồng. Và đây là cái phần đuôi rồng. Rồi để lướt lại một vài cây thôi ha. Và xin thưa, tôi là người nghiệp dư, hoàn toàn nghiệp dư, chưa am hiểu về vấn đề là hoa kiển, chỉ là vấn đề đam mê xả stress thôi trong những cái ngày làm việc vất vả cực khổ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.